À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tân qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Đế quốc Sơ Kích. Ở cái tập trước thì các bạn biết rồi, mình đã tiếp tục lợi dụng cái chính sách gọi là vừa đánh vừa đàm để mình từng bước tiêu diệt cái khu chiếm trọn cái khu vực Cáp Cát, nói chung là khu vực Trung Đông và vùng Trung Á. Tại sao mình không muốn để cho chư hầu nó kiểm soát vùng này? Bởi vì mình muốn tạo thêm một cái vùng đất an toàn của mình ở khắp cái dọc khu vực này đến tận đây. Sau đó mình sẽ cho quân tiến sang phía Tây. Mình muốn cái vùng lãnh thổ này, thứ nhất nó có cái tài nguyên là móng ngựa này. Cái thứ hai là nó có một cái hỗ trợ rất tuyệt vời đây. Tăng 10% tấn công tầm xa cho tất cả các đơn vị cung thủ. Đó. Quá tuyệt vời. Đấy, mà mình sẽ tuyển cung thủ ở đó. Bây giờ thì mình sẽ tấn công tiếp mấy thằng này. Đã đợt trước thì mình đã đuổi chúng nó đến đây rồi. Thằng này đang chế độ hành quân à? Pem luôn. Ôi, sao nó chả có quân gì này? Thôi những trận như thế này đánh không đáng. Rồi. Nó đang chế độ hành quân. Đánh tiếp như này là quân trong thành nó ra tiếp viện này. Lượt sau mình sẽ nhàn hơn này. Rồi. Nói chung là vẫn easy đó. Trận nào khó mới đánh cho nó nhanh. Rồi. Trận vẫn easy này, chúng ta không vội. Rồi, chúng ta chiếm thành một cách đơn giản bởi vì thành chả còn quân nữa rồi, bị thương vong lặng. Thực ra đánh tay trận đấy mình sẽ lùa cho chết gần hết bớt đi thì nó đỡ thương vong hơn một xíu. Mà thực ra cái thành này thành to, mình có chiếm vào chúng nó cũng dám công mình. Rồi. Đã xong. Sao nó xây lắm công trình này? Toàn nhà lính nhà nghèo đây. Mình chưa biết cái vùng này nó tăng cái gì nhưng mà không ai đi xây nhà lính ở vùng thủ phủ bao giờ cả. Đó là một sự lãng phí không cần thiết. Rồi sau cho thằng này chiếm cái thành trên. Thanh niên này lượt trước đã tiêu diệt được thằng này rồi đúng không? Tàn sát lốt rồi đi. À dạ, mình tiến khá sát được lãnh thổ nó đấy. Còn bên này thôi. Tỉnh này Bactria hình như gần hết đất rồi. Còn có vài tỉnh ở trên này nữa thôi. Đang là một cái đế quốc rất hùng mạnh và chỉ trong vài lượt mình đã cho nó thành một kẻ sắp thành lưu vong rồi. Chạy về đây anh khử chết. Xem tình hình chính trị nào. 34, 25, 32. Ổn. Không phải lo. Mình bây giờ phải tăng điểm cho phe phái của mình đã, cho thanh niên này lấy vợ đó nào. Thanh niên này nữa. Dòng tộc của chúng ta đang bị tuyệt tử, tuyệt tôn đây. Chẳng thấy có thằng nào cả, chết hết rồi. Còn đúng một mình thằng này thôi. Không thể để chúng ta bị tuyệt tử, tuyệt tôn thế được. Đây nữa. Cho lấy vợ hết. Lấy chồng chứ nhỉ. Đấy gọi là lấy chồng chứ không phải là lấy vợ. Có vẻ ổn đấy. Phe phái của mình chuẩn bị tăng trưởng trở lại rồi. Xem nào. Trung thành của các phe nó vẫn ở mức 19-20 thì không không lạnh lắm. Mình đang tăng lên 28% rồi, tốt rồi. Tiếp tục phải tăng cái phe của mình lên một chút đã. Mấy thằng đệ kia thì như vậy là ổn rồi. Rồi.
Tình hình thì ở khu vực này mình sẽ tiếp tục tiến như vậy, và sau khi tiến xong thì mình sẽ có nghĩ có thể là mình sẽ ở đây rồi. Quên mất, thằng này đang chiến tranh, thằng đệ mình chắc phải đàm phán hòa bình thêm một lần nữa. Greetings. Well, do not stand Mắt nó chi tiền. mute as though with the tongue cut from your head. 6.000 nó không chịu. 5.000. 4.000 không chịu. 3.000. 2.000. I offer peace as I would throw a rope to a drowning man. Hòa bình đã. My thanks for your careful deliberations. Quái quỷ nhỉ? Như thế này mà nó vẫn chuyện tranh với thằng đệ của mình được. Đệ này nữa. Mình có hai thằng đệ. Thằng này thì khá thất đến mình luôn, bởi vì mình chiến tranh với các kẻ thù đó. I welcome you, worthy speaker. I listen because your people are known to have... Mình chiến tranh với các kẻ thù của nó. Mà mình chả hiểu sao thằng này lại tuyên chiến you mình. Have my attention. À, mình chính là người đã hủy diệt đế quốc của nó. Nên là nó ghét mình. Thằng này thì... Greetings. Thôi kệ, cứ để thế giới bạo loạn, chúng ta sẽ có lợi hơn. Đôi khi hòa bình không phải là điều tốt. Greetings, my friend. You... Thằng này nhất định khi mình đủ quân mình sẽ cho giúp thằng chư hầu tiêu diệt thằng này. Thế đã, qua lượt. I make the offer of peace only from a position of strength. Hòa bình là thế nào? Anh không, giờ này anh chả muốn hòa bình. Mặc dù mình chi cho anh tiền, kể ra lượt sau anh lại tiếp tục tuyên chiến mà cũng được, nhưng mà không quan trọng vấn đề lắm. Bây giờ tiền của mình cũng không phải mức độ thiếu mức độ phải kiếm từng đồng như vậy. Để kinh tế của mình. À, ở đâu chui ra cái thằng này đấy? À, thằng này nó tuyên chiến với mình lúc nãy đúng không? Lượt trước, mấy lượt trước đúng không? Được, mày được. Dám công thành anh. Nhưng mày chán sớm rồi. Thằng khác còn chưa dám đánh mà mày dám tấn công thành anh à? Phe Garrick tiếp tục chết. Công cái thành này của mình. À chết luôn cả thằng tướng gác thành của mình à? Thế tội mày quá quá nặng rồi em ạ. Tội của mày quá nặng. Cũng có thể mình sẽ đàm phán hòa bình với nó nhỉ? Để cầm chân nó một phát á. Có một con voi mà có thể thắng được trận này á? Còn có 2-3 thằng quân đều mà cũng thắng được. Vãi chửi thật. Nó tính cho con voi làm cao thế. Mình cứ tưởng phải cho quân đoàn kia sang đánh, cuối cùng không cần. Hôm nay giáp núi này thì xây dựng công trình này. Xem cái vùng này được hỗ trợ cái gì không? Không có cái gì cả. Vậy còn bị thương. Hoặc cái cắm trại đây đó. Tay này chắc hết quân rồi. Chuẩn boy. Không có quân đồn chú à? Áp sát lãnh thổ của nó. Ôi nó bỏ chạy hết, nó không dám đánh mình. Mà nó có đánh thì cũng chắc gì đã ăn được. Vùng này nó không có công trình gì. Hmm.
đàm phán hòa bình với cái thằng này phát đã. Welcome, speak. Không chịu à? Không chịu mà dám chiếm một cái vùng đất của anh. Thế thì thằng này đàm phán hòa bình với thằng bác cha phát đã. Để nó không tấn công mình nữa. Diệt thằng kia trước. I give you greeting and my attention for the next few minutes. Make your case, but without a lawyer's team. Bắt nó là chơi hầu thì nó không chịu, nhưng mà 10.000 hơi cao. 8.000, 6.000. Rồi, hòa bình một chút xíu đã. Kiếm tí tiền. Thằng này còn đúng một tỉnh này mà vẫn chưa chết. Đang bị vây rồi. Ready for orders. At your command. Mình vừa bị mất một quân đoàn đúng không? Mất một quân đoàn nếu không nhầm. Đây. Quân đoàn cấp 3 đấy chứ đùa đâu. Vừa mất một quân đoàn. Đây rồi. Sắp có quân xịn để đánh nhau rồi. Thằng này, mỗi cái tỉnh tào lao này mà dám loạn này. Mày kéo được một cái đám quân vớ vẩn xuống đây mà mày định làm loạn này. Ngon thì chiếm tỉnh này đi. Một chính trị gia chết đúng thằng cần chết đấy nhỉ. Chắc chắn một phe nào đó sẽ bị giảm trung thành rất đáng kể. Wow, phe này âm 17 do chết thằng tướng. Tướng này là tướng gì? Tướng Aris Stoborod của phe nào? Chắc phải bổ nhiệm cho thằng này cầm quân ở cái quân đoàn này đã. Để nó tăng cái điệp trung thành lại. Đây rồi. Để nó tăng lại cái điệp trung thành lại. Phe Ai Cập đang bị giảm rất mạnh. À, phe Greek đang bị giảm rất mạnh. Cho thằng này vào đây để tăng trung thành lại. Không, nó làm phản chết tôi. Âm bảy. Âm 5. Chết mất thằng tướng nguy hiểm quá nhỉ. Bọn này nó có đặc điểm chung là thích Hy Lạp, không yêu nước, kém về mặt chính trị. Cho nó đi làm ngoại giao đã.
cho đi làm ngoại giao với các phe Hy Lạp. Thằng Crossroads này chẳng hạn. Em này nữa. Để kéo cái điểm ngoại giao lên một tí. Mất có 1.000 thôi. Phe Hy Lạp còn thằng nào nữa nhỉ? Xe thuộc con đấy, con tút này, đúng rồi. Rồi, xem trung thành của nó đã cải thiện được đáng kể chưa. Dương 10 rồi, ok. Đây là lần đầu tiên mình phải sử dụng cái chính sách cho nó đi làm ngoại giao ấy. Không được, không sao cả. Sự cố ngoài ý muốn, đó nó mới vui. À, bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Được. The gods have given signs that we must bring our friendship. Một thằng nữa bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? À, khi đế quốc của chúng ta quá mạnh thì sẽ dẫn đến sự thù ghét. Ôi, đi ngoại giao thất bại. Cái gì đấy? Tăng 20% tốc độ nghiên cứu khoa học ở nhánh quân sự. Nhánh dân sự, mình đang nghiên cứu nhánh quân sự đúng không? Thành nào bị vây? À, chạy xuống đây à? Ôi dồi ôi, Grick lại tiếp tục chết tướng à? Sao Grick chết lắm thế? 16, 15, vẫn ổn. Thanh niên nào vừa bị mất vợ nhỉ? Lại lấy trầm cho nó đã. Mình có khá nhiều các chính trị gia để không. Có lẽ mình sẽ cho chúng nó đi làm chứ. Đây, phải bổ nhiệm phe này chứ nhỉ. Này có thể lấy chồng nhưng mà chưa cần, cái này đã cao rồi. Gì? Ô, vây thay này qua nhá. Mày đúng là hổ báo. Hết sức. Mày là hổ báo hết sức rồi đấy. Đó. Nó phá luôn cái tỉnh này của mình. Láo thật. Fregaric cho thằng này vào đây đã. Để tăng cái trung thành lên, không thể chết đến nơi rồi. 18, 17, 25 rồi. Các bạn thấy không? Mình làm cái vấn đề trung thành của các phe rất nhanh thôi. Không phải có gì là khó khăn cả. Tăng trung thành của các phe lên một cách rất là nhanh gọn. Nói chung thì nó cũng không quá khó. Chỗ này phát triển quân sự mạnh quá. Lên ruộng đã, hết tiền, hết lên cho chúng ta rồi. Thằng này ra biển à? Tốt. Thằng này đang bị vây. Quân đoàn này không tiến được, phải đứng ở đây để phòng thủ. Đề phòng bất chắc. Bọn này nó hay trở mặt lắm. Trở mặt như bàn tay. Toàn xạ kỵ. Giò nó không có nhiều quân lắm đâu. Ăn được. Còn cái tỉnh Nisa này nữa. À, cứ để đây đã.
Bây giờ đế chế của chúng ta mạnh quá, phe nào nó cũng muốn đánh mình. Lại thêm một tướng nữa chết. Cái Ai Cập này chưa có tướng mấy đâu, nhưng mà nó cũng khá mạnh rồi. Chết mất chính trị già nữa. Mấy lão này hay chết thế. Tăng một trung thành. Xem nào, chết mất thằng đấy là tụt khá nhiều trung thành luôn đấy. Phe Hy Lạp tụt liên tục này. Thằng này chán đời à? Thằng này thích chán đời à? À, đánh nhau với đội quân toàn xạ kỵ như này thì đánh kiểu gì nhỉ? Mình lại chưa có những đơn vị quân đã thiên về chống xạ kỵ. Toàn xạ kỵ luôn, vãi chưởng. Voi của mình quả này lằng nhằng cho lên gần là chết luôn. Nó đi nó càn con mình luôn. Vì xạ kỵ là khắc chế của voi. Úi giời. Wow, elephant. Có một cách, có lẽ là sẽ giảm thiểu tối đa cái sức tấn công của bọn xạ kỵ là bằng cách chúng ta sẽ cho quân triển khai ở một cái vùng mà nó khuất tầm nhìn của quân bọn xạ kỵ. Ở đây chúng ta có một cái lợi thế là có quả đồi này. Đứng giáo mà đứng hàng đầu. Đây rồi. Chúng ta sẽ cho quân đứng ở trên này. Chúng ta sẽ bị hạn chế tối đa tầm nhìn. Mình hạn chế khá nhiều tầm nhìn. Có lẽ phải như thế này thì mới ăn được cái mấy cái thằng xạ kỵ này. Voi trận này gần như vô dụng. Để voi mà xông lên là không kéo chết quân mình. Rồi. Hát bài hồi trên núi nào. Quân tiếp viện của mình giờ hơi ăn cắm lợn, chui vào đây từ đây. Quân tiếp viện này là quân tiếp viện ở trong thành chúng ta. Tăng tốc lên sao nào. Ui, cái đám này chả đánh nhau đâu. Toàn xạ kỵ luôn. Nhưng mà nó có một cái vấn đề khó khăn của nó đấy. Đó là chúng nó không thể tấn công mình được khi mà mình bị khuất tầm nhìn. Khi nó bị xạ kỵ, nó bị khuất tầm nhìn. Chúng ta đứng trên gò núi.
Rồi, bắt đầu tấn công rồi. Rồi, cứ lã chết bớt bọn xạ kỵ nó đi. Trời ơi. Hay rồi, tiến lên, ngon thì lên đây, ngon thì lên đây, dụ cho nó vào gần. Our hidden units have been discovered. Rất tiếc, phá rồi, cái lã vào khu vực giữa giữa này này, đó. Kỵ binh của chúng nó bị khuất tầm nhìn mà. Nó đứng khi nó chỉ nhìn quan sát được mình khi mình ở trên núi. Vào đây thì không sợ. Bên kia nó sẽ bắn chết. Không sợ. Đó, nó bị khuất tầm nhìn đáng kể đấy. Our hidden units have been discovered. Rồi, tên của chúng ta thì lại bắn từ trên cao xuống. Một cái lợi thế cũng không hề nhỏ nữa. Pha lăng thì không thèm phải được bật. Bật pha lăng chúng ta tự sát luôn. Rồi, cung tên của chúng ta bắn từ trên cao bắn xuống. Rất lợi thế. Không sao. Our hidden units have been discovered. Cứ để cho chúng nó vào gần đi. Kỵ binh của chúng nó phải vào rất gần nó mới bắn được. Như vậy là nó đã bị hạn chế rất nhiều rồi. Ta cứ lùi một chút đã. Nói chung là mình vẫn đang giữ được phòng tuyến, chưa phải sợ lắm. Our hidden units have been discovered. Giữ được phòng tuyến. Rồi. Bước vào nó thì mình thấy không có gì đáng sợ, nên là mình sẽ mặc kệ. Bây giờ thì bắn tướng vào nó. Không cần phải bật pha lăng, bởi vì bộ binh của nó cũng không quá mạnh để chúng ta cần phải bật pha lăng này. Không cần phải bật pha lăng đâu. À, xạ kỵ nó chạy ra tận đây cơ. Đúng rồi, đội ngựa này của mình. Công. Có vẻ là nó đang bị thất trận rồi. Các bạn nhớ nhá, khi mà đánh nhau với các đội xạ kỵ, các bạn cứ điểm yếu của bọn xạ kỵ đó là cái tầm, nếu mà chúng nó không quan sát được, nó là phải vào tầm rất gần như này nó mới bắn được này, thì nó sẽ bị các bạn thủ trên núi mà lại có rừng cây như thế này thì phải nói là quá đẹp luôn chứ không phải là đẹp nữa. Đây à? À, ăn đi. Sợ gì? Sống lên em ơi. Đây là quân thủ trong thành thôi. Voi thì voi dứt khoát không phải chui ra. Voi chui ra là voi chết luôn. One of our units has used all its ammunition. Rồi ăn luôn. Kỵ binh mình thừa sức ăn nó luôn. Đó. Mọi thứ đều là chiến thuật cả đấy. Ăn bọn này. Ăn bọn này.
chúng ta phải chấp nhận thương vong một xíu. Chấp nhận thương vong một xíu. Suwu này chỉ chống cận chiến thôi chứ không tầm chống được tầm xa đâu. Ô kìa, mấy thằng pháo lại bắn lung tung thế. The enemy general is dead. Đây rồi, xông lên anh em. Xung phong. Nó hết quân rồi, bắn đi. Bắn vào đây. Được cái mình di chuyển trong rừng thì nó chả làm gì được mình. Di chuyển xong rồi. We are at your command. Order. Fire. Ta xã kỵ này. Được chưa? Các bạn không được bật pha lăng nhá. Đánh nhau bọn này mà bật pha lăng này chúng ta teo luôn đây này. Bật lên là chúng ta teo luôn đấy. Mấy thằng pháo đần kia bắn chết hết con mình. One of our units has used all its ammunition. Mấy anh tiếp viện ở trong thành này cũng chui ra đánh nhau như đúng rồi. Rồi. Phun xạ kỵ, sợ chưa? Rất sợ đám xạ kỵ của nó. May hả bưởi? Nó vây thành của anh à? Vây nữa không? Cái căn bản đây là quân đoàn cực mạnh luôn. Rank rất cao. Mày hả bưởi. Còn láo nữa không? Tiến lên đây đã. Một thằng. Giải quyết lốt thằng này. Quân đoàn này sẽ đánh bên này. Quân đoàn này lên đây, đánh vào đây. Quân đoàn này chưa thể tiến đi được. Nhập của mình đang suy giảm đáng kể. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn. Không tăng cái gì cả. Bây giờ là mình đang bị rất nhiều thằng nó ghét bởi vì là chúng ta phát triển quá nhanh, quá mạnh. Tạm trừ lương thực. Vùng này giàu vãi chưởng. Mà đấy là mình không thiên về phát triển kinh tế.
17, 23, 36. Xem nào, cái mức độ ảnh hưởng của các phe phái như thế nào. Phe Greek màu xanh đã chuyển sang khu vực này. Ethiopia bây giờ lại thuộc ảnh hưởng của phe mình. Thế 52. Hai vùng này. Phe Greek nó kiểu Greek lại hai vùng này à? Phe nào cao nhất nhỉ? Phe nào cao nhất thì giảm bớt ảnh hưởng của nó xuống. 36 là thằng Ai Cập. Thằng Ai Cập nó có vùng Flavic, Flavic này. Đây. Vùng nào đó? Bên này nữa. Thôi một cái rồi rồi. Cho trung thành của phe Greek nó lên một xíu. 17. Rồi. Phe Greek nó có hai vùng này. Cho nó cất bằng đã. Được rồi. Mày có duy nhất một quân đoàn này đúng không? Mày có duy nhất một quân đoàn này. Cho mày khỏi chạy luôn. Ây da, ông đệ của mình. Khi đối đầu, nhưng mà nếu mà cái trận vừa rồi mà mình không có cái gò đồi cộng với cái rừng cây như vậy thì cũng khá là khó khăn đấy các bạn ạ. Nếu như mà để đánh nhau ấy, bởi vì là đánh nhau cái bọn xạ kỵ nó khoái dị lắm. I am told our treasuries lack a sum of gold. Kinh nhỉ. Sắp chiến tranh với cả thế giới rồi. Mình chiếm lãnh thổ rộng quá, chúng nó ghét rồi. Tăng điểm ngoại giao lên này. À, sinh con. Tăng trung thành lên cho anh. Đâu, gia tộc của chúng ta. À, baby. Gia tộc của chúng ta được sinh được một baby à. Cái điểm mà ảnh hưởng của chúng ta thấp quá. Nên là mà cũng không tăng được. Tăng thì các phe khác nó làm loạn thì cũng chết. Đây rồi, 4, 2, 3, 3, 3, 6. Cũng tăng được, nói chung thì vẫn tăng được. Vẫn tăng được phe mình. Tốn thế. Ui. Tốt kinh chưa? Nhưng mà nó sẽ tăng cái phe của mình lên. Các phe kia nó giữ ở mức này được rồi. 38, 29, 32, ổn. Con này nó cứ lấp ló ở đây. Căng nhỉ. Mày cướp bóc đất của anh à. Có cái gì mà nó gớm thế? Armor Elephant.
swords! Horax swordsmen! Battle group ready! Orders! Cái binh của nó thường thôi, cho nó mọc móc ra đằng sau luôn. Cái binh của nó, cái binh cận chiến ra đằng sau thì chết luôn. Gặp phải voi của mình cho chết luôn. Ăn đi cú. Mấy cái thằng Trung Đông này, mấy thằng Trung Đông. Ta chơi bản Napoleon đánh mấy thằng Trung Đông, nó chơi liều chết, sang đánh mấy thằng này cũng thấy buồn cười. Còn này, à thời này nó chưa có thánh Ala. Thánh Ala là phải sau mới có, bây giờ chưa có. Binh của nó lao lên Persian. Binh nó lao lên như đúng rồi. Giữ nó bớt ra đây nhỉ. Cũng được. Trên chúng ta bắt đầu bắn chưa? Bắn rồi. What are your orders? Loose. Đi. Mấy con ngựa sao lao vào tận đây được à? Thôi kệ nó, không đáng kể. Bọn này không phải là gì. Mũi. Chạy vào rừng. Sát rồi, bật pha lăng lên. Tên của chúng nó. One of our units has used all its ammunition. Battle is turning in our favor. Battle in our favor. Sở hồn. Ăn làm sao được đội hình pha lăng mà cho ngựa lao vào. Bọn này điên thật. One of our units has used all its ammunition. Giết mấy con ngựa này. À, giết mấy thằng cung tên của nó trước đấy. Riders advance. Oh,
bốn con ngựa mà chưa chịu chạy à? Lêu nhỉ? Ăn! Ăn! Ái chà! Vào đây cô! À, lùi ra. Đây rồi. Thôi lùi thẳng ra ra, đừng có bắn tên bắn teo gì nữa. Chết voi của mình đấy. Uầy, nhìn quả này nó mới sướng này. Mày à, mày. Xe tăng. Mày chết cái xe tăng thời cổ đại rồi. Lưu đến đâu nát luôn đấy. À rồi tướng bị tấn công rồi. Ok. Mà quên, tướng của nó cũng là đơn vị bắn tên mà mình không tiêu diệt luôn này. Nhưng trẻ tướng nó cưỡi con ngựa, quên mất. Chẳng được khi cho voi đi phụ đi cạn, sướng lắm. Voi nào voi, cạn cạn. Is dead. Chạy nhanh lên xem nào. Mình chỉ thích cho voi đi cạn à. Úi dồi ôi. Tán tác chim muông. Thôi được rồi, kết thúc trận đánh đây được rồi. Mày dám mò đất của anh à? Mình quên mất không để ý thằng tướng của nó lại là tướng bộ binh bắn cung. Đáng nhẽ mình phải giết thằng đấy trước. Tướng của mình mới có cấp 2. Tướng của mình bây giờ mới lên rank đầu tiên. Không đuổi được. Bánh nó phát là nó trèo lên bờ nhỉ. Bánh xem thế nào chứ nhỉ. Thôi cứ để qua cái việc này đã. Các phe trung thành cũng cao rồi, gia tăng ảnh hưởng cho phe của chúng ta. Chọn sang các cái thể chế khác thì cái này chúng ta đang dùng, cái này nó tăng 15 trung thành rất là tốt. Chuyển sang Kingdom thì nói chung thì mình nghĩ rằng sử dụng cái Empire này vẫn là tốt nhất. Nhưng mà lương thực thì đang tụt. Lương thực đang tụt. Kiểm soát được cái khu vực Trung Á này thì mình yên ổn được.
Lại có thanh niên nào chết đây? Mẹ bác ô mèo. Lại có bác ô mèo ở đâu đây? Cái gì? Sự nổi giận của các vị thần đấy. Đến thế một con bò. Thôi hiến tế con bò cũng được. À, bằng cách nào mà mày mò được sang đất của anh ở đây? Bằng cách nào mà mày mò được ra đây? Khỉ nhở, thằng này nó chạy lung tung kiểu gì nhở? Nó lại mò ra đất của mình nhở? Thằng này chiếm được cái tỉnh này. I will listen carefully to your words. Bắt nó làm chư hầu thì sao nhỉ? Bắt nó làm chư hầu mình lại có việc để làm đấy. Thôi khỏi cần. Cứ để cho chúng nó đánh nhau chỗ này đã. Ready for orders. You will march till you're. Vào hẳn thành cho điệp viên của nó khỏi ám sát. Ôi ông đệ mình ông mò lên tận đây. Vãi linh hồn. Ready for battle. Ready for orders. Rồi. Nó chiến tranh với thằng. À đây rồi. Có cách để tăng điểm ngoại giao rồi. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. The spirits know truth. Nó lại phải chi cho nó ít tiền này. Greetings, friend. We will. You're good. Thằng khỉ gió này. Do not try my patience. Welcome. Đây qua ha. The day is already old and the. Có cái gì mà phải sợ? Kiểm soát toàn bộ cái vùng này đã. Ôi trời, nó hết quân rồi. Nó hết quân rồi. Lisa. Chúng ta đã kiểm soát được cái tỉnh Lisa. Tỉnh này chỉ để phát triển cung thủ thôi, không cần nhà lính này. Xong. Phòng tuyến của chúng ta đã xong. Thành không có quân gác này. Lại có một sự ngu dốt không hề nhẹ của Bastia. Không có thể mình sẽ bắt thằng Bastia này làm đệ nhỉ. Bởi vì nó có cái đội xạ kỵ cũng khá hay. Đội xạ kỵ cầm khiên. Thành cuối cùng của nó đây đúng không? Nhưng mà tốt nhất là mình chiếm. Bởi vì dù sao thì thằng Bastia với mình nó cũng có những cái đơn vị quân khá giống nhau. Nhưng mà nếu mà mình bắt nó làm chư hầu thì mình cũng có tuyển được thêm mấy cái đơn vị quân đáng kể đâu. Và chắc là có lẽ mình sẽ lựa chọn cái giải pháp là hủy diệt nó luôn. Rồi thằng Verick lên rất nhiều. Trung thành nó lên khá cao. Mình nghĩ là mấy thằng thất nghiệp này cho nó đi làm ngoại giao thôi. Mà từ xem phải Ai Cập để nó thân với ai. Với Ai Cập này thì nó không làm ngoại giao được. Không làm ngoại giao được. Mình đã hết lương thực à? Căng nhỉ? Đang hết lương thực.
Chẳng có cái công trình nào tăng được lương thực đi. Tăng trừ. Nguy hiểm quá. Nó chả xác chắc nó dám đem quân vào đánh mình. Thằng này kể ra cho nốt thằng đệ hai cái thành tỉnh này cũng tốt nhỉ. Mình chiếm thì cũng không làm gì đâu. Được rồi, cứ qua lượt đã. Xem tình hình tiếp theo là thế nào. Chắc chắn là mình sẽ xử lý xong cái thằng Bactria đấy. Và cái thằng đồng minh của nó. À, đề nghị giao thương. Mặt mình chi 11.000 để giao thương. Này đúng là biết ảo tưởng cho mày. Thằng dợ đấy nó kiểm soát toàn bộ phương Bắc. Dợ thật. Có chuyện gì đây? Radia làm sao? 25, 29, 35. Rút lui chiến thuật à? À, tấn công được cái thành này của mình. Này, cái này nó mới không tấn công được. Đến để mua thêm quân thật. Vẫn chưa nghiên cứu xong, một lượt nữa mới xong. Cho bác cha thành người thiên cổ luôn. Hủy diệt một phe phái. Bác cha mất luôn này. Buộc nó phải vào đây công thành của mình à? Xong thằng bác cha. Thằng này có hai thành này. Thành này. Thằng đệ của mình nó đang lên nó khử thành này à? Cũng tốt nhỉ. Nó còn quân đoàn nào nữa không nhỉ? Đây nữa. Ba cái này quân đi đánh nhau kiểu gì cu? Nếu mà nó muốn chiếm cái vùng này cho nó chiếm. Nếu nó chiếm được cái vùng này. Vùng này có cái tài nguyên gì không? Chẳng có cái tài nguyên gì đặc biệt cả. À, thằng này chưa đánh được. Thằng này xông vào đây cú. I am an agent of Hades. At your command. Ready for battle. We hung
battle. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.